Em chào tất cả các bác nhá. Hôm nay là buổi sáng thứ hai đầu tuần. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2024. Và em Tuấn sẽ lên sóng để giới thiệu đến các bác một số những cái sản phẩm phụ kiện, đồ chơi và phụ tùng xe đạp chính hãng. Tất cả những cái món liên quan đến bộ môn xe đạp thể thao được em Tuấn xách tay từ bên Nhật về các bác nhá. Em tuyển chọn rất là kỹ ở bên thị trường Nhật để mua về phục vụ cho tất cả các bác yêu xe đạp. Thì vẫn như thường lệ, trên màn hình là số điện thoại của em Tuấn. Các bác nhớ lưu ý cái số điện thoại này. Số điện thoại của em thì có đăng ký Zalo, thì các bác có thể nhắn qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho em. Những cái sản phẩm này thì em sẽ quay chi tiết và báo giá từng món giới thiệu đến các bác. Bác nào mà cần đến sản phẩm nào thì em đã ghi mã số ở trên từng sản phẩm rồi các bác nhé. Các bác sẽ nhắn mã số và có thể chụp hình lại màn hình, chụp màn hình lại để gửi cho em, và em sẽ tư vấn kỹ hơn, cũng như là có những cái điểm nào mà các bác cần thắc mắc thì các bác cứ nhắn cho em để em hỗ trợ giải đáp. Thì hôm nay em có một số sản phẩm, đó là yên xe này, giày này, có mấy bộ quần áo, đây là áo, có cả pedal, đĩa, lá đĩa này, yên xe, giày. Đấy, em sẽ quay chi tiết từng sản phẩm để giới thiệu đến tất cả các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ đi vào cái sản phẩm đầu tiên, đó là em có một bộ lá đĩa của Shimano 105R7000, gồm cả đĩa lớn và đĩa nhỏ các bác nhé. Hàng này là hàng mới chưa dùng luôn các bác ạ. Thông số rất đẹp luôn. Thông số là 5339. Hàng mới chưa dùng luôn các bác nhé. Đây là đĩa lớn này, đĩa nhỏ này. Đĩa nhỏ, đĩa lớn là đều ở trong túi hết. Đĩa nhỏ là 39 ạ. Thông số rất là đẹp luôn các bác. Bác nào mà chân mà lực một chút thì các bác có thể nâng cấp cái đĩa nó to lên như này. 5339 là cái thông số lớn nhất của 105R7000 rồi. Đĩa nhỏ 39 các bác nhá. Đĩa nhỏ là 39 này. Và đĩa lớn là 53. Lắp cho 105R7000. Bộ này em để là 1.600.000 các bác nhá. Mã số 1 là 1.600.000. Đó. Bác nào cần thì nhắn cho em. Mã số 2 là em có một chiếc cái này là cái yên xe các bác nhá. Một chiếc yên xe đến từ thương hiệu Prologo của Italy. Các bác nhìn trên cái bề mặt yên này nó có rất nhiều những cái gai li ti bằng cao su. Cái này có tác dụng là để chống trượt. Khi mà các bác mặc những cái chiếc quần mà nó có cái độ ma sát không nhiều ấy, thì mình ngồi nó không bị trượt. Nó có những cái gai li ti bằng cao su này. Nó sẽ tạo ma sát thì mình ngồi nó không bị trượt. Đấy. Yên Prologo, một thương hiệu rất nổi tiếng của Italy. Có cờ của Ý ở phía sau yên này, cờ của Prologo. Đấy, cái biểu tượng Prologo và cái cờ của Italy. Yên thì đẹp các bác nhé, không có chảy xước gì hết. Gọng của nó là gọng T-Roc. T-Roc là viết tắt của Titan Inox gì đấy. Gọng Titan. Gọng Inox và được phủ Titan các bạn. Gọng của rất là đẹp. Đế này là đế carbon rồi. Đấy, cái phần da bên hông này nó có lấm chấm những cái màu sơn này. Đây là cái màu sơn của nó chứ không phải là bị bẩn hay gì đâu các bác nhé. Dòng này là dòng yên Nago Evo. Thiết kế phong dáng rất là đẹp luôn. Gọng inox phủ titan các bác nhé. Size là 1.34 này. 1.34 nó là cái chiều ngang. Chiều ngang là 13.4 cm. Và chiều dài yên là 27 các bác nhé. Một chiếc yên rất đẹp của Prologo. Yên này em để cho các bác giá là 1.900.000. Yên rất đẹp luôn. Mã số 2 là 1.900.000. Thực sự là rất là đẳng cấp. Mã số 3 em có một chiếc yên nữa. Mã số 3 em có một chiếc yên đến từ thương hiệu Selly SMP
hay các bác ở Việt Nam còn hay gọi là cái dòng yên mổ quạ. Đây là một chiếc Shelly SMP màu đen các bác nhá. Màu đen ạ. Yên này thì có size cực kỳ là lớn. Và mút của nó thì cũng rất là dày các bác nhá. Cái này thì các bác có thể lắp cho Rat cũng được, mà lắp cho xe MTB hoặc là xe Touring đều ok. Dòng yên gel 100% made in Italy. Cái yên này thì em bán cũng rất là nhiều rồi. Bán rất là nhiều rồi ạ. Cái này thì em để là 1 triệu 8 các bác nhá. Size của nó là rất là lớn luôn, nên là sẽ dành cho các bác mà có cái mông lớn thì các bác ngồi rất là thoải mái, rất là êm. Ngang 16 các bác nhá. Và dài là 27,5. 100% sản xuất tại Italy. Cả đế yên và gọng yên, mặt da các thứ là đều sản xuất tại Ý hết. Mút rất là dày luôn các bạn. Mút rất là dày và êm. Dòng này thì em nghĩ nó là cái dòng yên êm nhất trong các loại yên rồi. Và ngồi rất là thoải mái. Nó có phía đằng trước là nó cong. Nó cong giống như hình mổ quạ đấy. Nên là các bác ở Việt Nam hay gọi là yên mổ quạ. 1 triệu 8 các bác nhá. Mã số 3, 1 triệu 8. Bề ngang rất là lớn luôn ạ. Ngang 16 cơ. Và cái mút của nó rất là dày. Đây là mã số 4 các bác nhá. Mã số 4 là một chiếc yên đến từ thương hiệu Bonchager. Bonchager cái dòng này thì nó rất hay được lắp trên những chiếc xe Czech cao cấp của hãng Czech. Dòng này là dòng Montrose E-Line. Yên rất đẹp luôn ạ. Mút con này hơi mỏng các bác nhá. Mút con này hơi mỏng, các bác phải mặc quần bỉm thì các bác mới ngồi được. Yên này thì lắp vào những chiếc xe Czech đời mới. Đấy, những cái vết này là vết bẩn một chút thôi. Gọng của nó là gọng titan. Gọng titan. Và đế là đế carbon các bác nhá. Size 138 tức là bề ngang 13,8 cm. Chiều dài yên là 27 các bác nhá. Yên này thì giá vẫn bán như cũ, trước giờ vẫn bán như thế. Giá 1 triệu 8. Một chiếc yên cao cấp đến từ thương hiệu Bonchager. Mã số 4, 1 triệu 800 ạ. Đây vẫn còn yên nữa này. Mã số 5. Mã số 5 là một chiếc yên màu trắng đến từ thương hiệu Pro. Pro là một thương hiệu con của Shimano các bác nhá. Những cái sản phẩm phụ kiện của Shimano thì nó sẽ lấy tên thương hiệu là Pro. Đấy, một chiếc rất là nhẹ. Cực kỳ là nhẹ luôn. Con này là gọng của nó cũng là gọng carbon luôn các bác ạ. Đấy, gọng carbon rất là mới luôn. Gọng carbon. Chiếc này nhẹ lắm. Cực kỳ nhẹ luôn. Và mút là cái phần mũi này khá là dày này. Yên này ngồi rất là thoải mái. Dáng nó hơi cong cong. Một chiếc yên cực nhẹ đến từ thương hiệu Pro của Shimano. Cái yên này thì nó có cái bề ngang là 13,5 các bác nhá. 13,5. Chiều dài yên là 28 cm. Cái này em bán là 1 triệu giá nó đâu nhỉ? Một triệu sáu các bác nhá. Một chiếc rất đẹp. Một triệu sáu trăm ạ. Cực đẹp và nhẹ luôn. Đế gọng đều là carbon các bác nhá. Mã số 5, 1 triệu 6. Đây là mã số 6. Mã số 6 cũng là một chiếc yên đến từ thương hiệu Shelly SMP. Đấy, dòng này có model là Hybrid.
Hybrid tức là lai đấy. Yên lai, lai thì các bác lắp cho RAT hoặc MTB đều được. Yên mỏ quạ, xe điện MP. Sản xuất cũng là sản xuất tại Italy 100% đây các bác nhá. Đế là đế cái gì nhỉ? Gọng, gọng là gọng inox này. Gọng inox 100% made in Italy. Cái yên này thì nhìn nó cảm giác nó hơi hơi bị bẩn một chút do là đã là yên dùng rồi, nhìn hơi bẩn. Có hơi bẩn một chút các bạn. Đấy, cái này thì em để giá là 1 triệu 6 thôi. Rẻ hơn cái yên kia một chút. Yên này và cái bề ngang nó nhỏ hơn các bác nhá. Bề ngang này nhỏ hơn cái yên đen của nãy. Bề ngang cái này có 14 thôi. Chiều dài thì là 275. Con này thì mút nó cũng rất là dày, thế nhưng mà nó cái bề ngang nó nhỏ hơn cái yên màu đen kia một chút ạ. Mút cũng rất là dày và êm. Ngồi rất là thoải mái. Và 1 triệu 6 nhá. Mã số 6 là 1 triệu 600. À, yên màu trắng, MP màu trắng, họa tiết màu đen. À, số 7 này. Số 7 thì em có một bộ đèn của Cat Eye, một thương hiệu mà bên Nhật người ta sử dụng rất là nhiều. Cat Eye chứ, đọc tiếng Anh thì nó là Cat Eye. Cat Eye các bác nhá. Gồm đèn trước và đèn hậu. Đèn trước thì nó có cái này để có cái pad để bắt vào ghi đông. Để tháo ra như nào này. Ở đây. Pad như này. Đấy, các bác ấn vào đây nhá, xong rút ra. Cái này thì để vặn vào ghi đông này, bắt ghi đông. Khi mà sạc hết pin các bác sạc thì các bác có cái cổng sạc bằng giống như rác sạc điện thoại ấy. Micro USB này. Để các bác để sạc. Lắp vào thì các bác chỉ cần cài vào thôi. Đấy, cài nó có lẫy cài. Còn đây là đèn hậu để các bác gắn vào cốt yên các bác nhá. Nó có một cái dây cao su để các bác gắn vào cốt yên này. Đèn cả hai cái này thì đều sử dụng cổng sạc. Đây cái này nó sạc ở dưới này, có cái cổng sạc ở đây. Đấy. Dùng chung cổng giống nhau, giống như điện thoại Android. Đây là đèn trước các bác nhá. Đấy, có rất nhiều chế độ sáng này, bấm một lần chuyển chế độ này. Sáng mạnh, sáng yếu rồi nhấp nháy. Giữ để tắt. Cái đèn hậu cũng vậy, giữ để bật này. Nó cũng rất nhiều chế độ sáng. Sáng cảnh báo, sáng nhấp nháy. Cái dòng đèn Cat Eye thì nó cực kỳ là bền. Hàng này nó rất là bền các bạn. Đèn trước thì cũng rất là sáng nha các bác nhá. Bộ này thì em bán là 1 triệu 2 trọn bộ. Em bán cả hai chiếc luôn chứ em không có xé lẻ các bác nhá. Cái này mã số 7 là 1 triệu 2. Mã số 7 là 1 triệu 2 ạ. 1 triệu 2 đấy là bộ đèn Cat Eye trước sau. Một thương hiệu rất là nổi tiếng và rất là bền. Rồi số 8. Số 8 thì em có một đôi pedal. Một đôi pedal đến từ thương hiệu Tham của Pháp. Tham là tham carbon các bác nhá. Chất liệu là bằng carbon. Trục rất là mượt luôn. Dòng Tham thì ra vào can rất là nhẹ các bạn. Bộ pedal này thì em sẽ bán và có kèm theo cho các bác một bộ can để các bác về các bác sử dụng được luôn. Đấy, can là can 3 lỗ, can của dây RAT. Can này là cũng là hàng đã xài lướt rồi. Nhưng mà vẫn sử dụng quá ok luôn các bác nhá. Đấy, can thì có kèm theo cả ốc vít và các thứ này. Để về các bác bắt vào dây. Em một đây dây RAT như này, 3 lỗ như này, các bác sẽ bắt vào. Dòng Tham Carbon. Ra vào can rất là nhẹ nhàng các bác nhé. Một bộ này thì em để cho các bác chỉ có 1 triệu 2 thôi. Gồm cả pedal và can luôn. Cái này em đánh mã số 8 là 1 triệu 2. Mã
1,2 triệu cả pedal cả can các bác nhé. Và số 8. Mã số 9 là một đôi pedal của Shimano này. Mã số 9. Dòng này là dòng Shimano Ultegra 6800 các bác nhá. Ultegra 6800. Đây là mặt bên trên này. Đấy, chữ nghĩa thì còn nét. Đây là mặt dưới các bác nhá. Dòng này là bằng chất liệu carbon rồi. Shimano 6800 Japan. Đấy, mặt sau này. Mặt trước này, trục này. Trục rất là mượt mà. 6800 Japan. Bên cạnh thì ở cái chân bên phải thì nó có bị chầy một xíu, chầy mất dòng chữ. Còn bên trái là đẹp. Đôi này thì em để là 1,4 triệu các bác nhá. Mã số 9 là 1,4 triệu. Đấy, hình thức thì nó chỉ chầy mất một cái chân bên phải này, nó chầy một chút. Đấy, còn chân bên trái này, còn nguyên chữ này. 1,4 triệu các bác nhá. Trục thì mượt mà, quan trọng nhất là cái hoạt động, cái chức năng hoạt động của nó. Nó còn phải mượt. Mượt mà hoàn hảo. 1,4 triệu ạ. Đây em có một cái yên này là hàng VIP này các bác này. Yên hàng VIP cho các bác này. Yên này thì chỉ các bác nào mà chơi xe sưu tầm thì các bác mới để ý thôi. Chứ còn những cái bác chơi xe bình thường, xe một là xe đời mới hoặc là xe xịn VIP hoặc là những cái chiếc xe mà xe cỏ ấy, thì các bác cũng không quan tâm đâu. Cái này chỉ lắp cho xe cỏ thôi các bác nhá. Xe cỏ, xe sưu tầm thôi. Nhất là những chiếc xe của Ý ấy, thì các bác lắp cái yên này thì hết bài luôn. Đây là một chiếc yên đấy từ thương hiệu Selli Italy và đây là một cái phiên bản kỷ niệm 100 năm của hãng các bác nhá. Đấy, đây phải là kỷ niệm 100 năm của hãng này. Trên này nó có cái số 100 Century. Gọng của nó là gọng gọng nhôm các bạn. Nó là gọng nhôm trắng này. Rất là đẹp luôn. Yên này giá không rẻ đâu các bác nhá. Các bác nhìn này nhưng không rẻ đâu. Cái mặt trên này nó là bằng chất liệu da và được thêu. Thêu biểu tượng của con sư tử đây. The King Lion. Vua sư tử. Đấy, tất cả những cái họa tiết này đều họa tiết thêu các bác nhá. Thêu ở trên cái chất liệu da. Màu sắc của yên thì các bác nhìn trên màn hình nó là cái ở giữa là màu vàng. Đây có một dải da màu xanh và đây là một dải vải. Bên ngoài là vải các bác nhá. Tại sao là vải? Bởi vì là nếu mà làn da thì nó khi mà mình đạp ấy, ngồi nó cọ sát thì nó rất hay bị sờn. Nhưng mà nó là chất liệu vải để nó tăng cái độ bền của cái yên. Đây là một cái yên sản xuất tại Italy các bác nhá. Made in Italy này. Đấy, Sell Italy. Made in Italy. Phiên bản kỷ niệm 100 năm của hãng. Yên rất đẹp luôn ạ. Yên này thì giá rất là cũng rất là cao đấy các bạn. Nếu mà em nói giá ra thì nhiều bác bảo là giá nó cao, nhưng thực ra nếu mà bác nào mà chơi, biết chơi về xe đạp, chơi những chiếc xe sưu tầm giá trị cao ấy, thì bao nhiêu cũng là rẻ các bạn. À, cái này là 2,5 triệu các bác nhá. Bác nào mà thực sự quan tâm đến chiếc này thì các bác thấy giá trị của nó. Số 10 là 2,5 triệu. Cái yên này em mua về tay đã tầm 2,3 triệu rồi. 2,3 triệu tính cả ship xước thì chắc là được lãi được tầm 100-200 ngàn cái yên này thôi. Bởi vì em thấy nó quá đẹp. Thì sẽ nhượng lại cái niềm đam mê cho bác nào mà sưu tầm những chiếc xe thực sự giá trị, những xe cổ thực sự giá trị không nhá. Sell Italy. Phiên bản kỷ niệm 100 năm của hãng. Cái này nó có size ngang là 14 các bác nhá. 13,5. Ngang là 13,5. Và chiều dài là 27,5 các bác nhá. Đấy, 2,5 triệu ạ. Thực sự bác nào mà có hữu duyên thì sẽ sở hữu được cái yên này. Rồi, mã số 11. Mã số 11 là em có một đôi pedal của Shimano, hàng này thì hàng Shimano RS 500. Sản xuất tại Malaysia các bác nhá.
sản xuất tại Malaysia, và đây là cái phiên bản, những cái dòng này tất cả hàng của em đều mua từ bên Nhật nên là nó sẽ có những cái giấy tờ của bên Nhật. Đây là hàng xuất sang thị trường Nhật các bác nhá. Sản xuất tại Malaysia. Hàng chính hãng của Shimano thì nó rất nhiều những cái cơ sở nhà máy khác nhau. Cái dòng Shimano bình dân này thì nó sẽ sản xuất tại Malaysia và nó xuất sang Nhật nên là những cái giấy tờ bên trong này là nó đều có chữ của Nhật. Đôi này là hàng, không biết là hàng mới hay hàng lướt. Hàng chưa dùng luôn các bạn ạ. Cái hàng bình dân này thì các bác mua sử dụng thì nó cũng giá nó rất là hợp lý. Đây có mã code này. Hàng mới luôn các bác nhé. Đôi này thì giá chỉ có 850 thôi. Chụp cũng rất là mượt luôn. Tám trăm rưỡi các bác nhá. Mã số 11. Mã số 12 thì em có một đôi giày của Physics ạ. Đôi giày của Physics, hàng này là hàng dùng lướt rồi. Giày này là Physics R5. Tempo R5. Hàng dùng rồi, da thì đẹp các bác nhá. Da thì đẹp, không có bị rách ở chỗ nào hết. Nó chỉ có bị bẩn thôi. Đây là những vết, là vết bẩn đấy các bác này. Vết bẩn nhá, em vừa mới khui nên em chưa có vệ sinh được. Những cái vết dầu ở xích nó dây ra đấy. Cái này thì về các bác vệ sinh thì ok. Hoặc là nếu mà bác nào cần thì em sẽ vệ sinh trước khi em gửi hàng đi cho các bác. Đấy, hàng dùng rồi. Đế thì nó cũng có xước nhẹ. Có những vết xước nhẹ ở dưới đế này. Da thì còn rất là đẹp. Chỉ có bị bẩn một chút thôi. Sử dụng một khóa các bác nhá. Sử dụng một khóa. Size của đôi này. Đôi này nó size 40,5. 40,5 thì có cái chiều dài lót là 26. 40,5 của dòng này lót của nó 26 cm này. Thì chân bác nào mà tầm dưới 25 các bác nhá. Dưới 25. Khoảng dưới 25 thôi, chứ còn 25 là đi cũng hơi bị kích ấy. Khoảng 24,8 trở xuống là đẹp. Nói chung là dưới 25. Bác nào mà cần tư vấn kỹ về size thì cứ bảo cho em. Em sẽ tư vấn kỹ hơn. Để sao mà về đi được luôn. Chứ không phải đổi đi đổi lại đổi trả mất thời gian. Size 40,5 của Physics các bác nhá. Màu trắng rất đẹp luôn ạ. Đôi này em để là 1.700.000. Mã số 12. 1.700.000. Rồi bây giờ thì em sẽ quay sang mấy cái áo. Áo thì em phải zoom nó xa ra để em đo cái kích thước để cho các bác lựa size cho nó chuẩn. À, về áo thì các bác sẽ lựa theo cái size mà các bác mặc một chiếc áo ở nhà ấy. Các bác sẽ đo cái kích thước mà các bác cảm thấy thoải mái nhất để các bác mua cho nó phù hợp các bác nhá. Những cái mặt hàng quần áo, giày dép thì nó hết sức là tế nhị, bởi vì là thử đi thử lại thì khách người ta cũng, những cái người nó mà không vừa ấy, bán lại cho người khác, người ta cũng thực ra là nó cũng hơi ngại một chút, bởi vì nó còn dính lên mồ hôi rồi các thứ, khó lắm. Nên là các bác sẽ quần áo và giày dép thì các bác sẽ lựa theo cái mà các bác mặc và đi cảm thấy thoải mái nhất so với các cái áo mà ở nhà các bác đang dùng ấy. Đầu tiên em sẽ có một chiếc áo đến từ thương hiệu Santini, và cái màu sắc của cái áo này thì các bác thấy nó là một cái màu rất là đặc biệt. Hiện tại các bác đang xem cái giải đua Giro, giải vòng quanh nước Ý. Giải đua xe đạp vòng quanh nước Ý là giải Giro.
Thì cái áo danh giá và giá trị nhất là một chiếc áo màu hồng của nhà vô địch. Thì em hôm nay em cũng bắt chen là em cũng lấy được một chiếc áo, mua được một chiếc áo màu hồng. Đấy, màu rất là cá tính các bác nhá, màu rất là cá tính. Đây là những cái logo biểu tượng của nó này, Giro Italy. Đấy, trên này thì có những cái logo của Santini này, và rất nhiều những cái biểu tượng của các hãng tài trợ ở trên này. Đấy. Chiếc áo màu sắc danh giá nhất của giải Giro. Thì cái áo này có size của hãng là size L các bác nhé. Size L này. Santini, một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng rồi. Khóa cũng khóa Santini này. Áo thì khóa kéo thì nó chỉ tới ngực thôi, chứ nó không kéo hết khóa áo các bác nhé. Và cái tem mác của nó đây, sản xuất tại Italy các bác nhá. Đấy. Cái này thì nó có cả tên của nhà thiết kế ra chiếc áo này nữa. Áo rất đẹp luôn ạ. Size L thì em sẽ đo cái size thực tế để cho các bác lựa nhé. Em sẽ quay về hình thức, em sẽ quay kỹ sau. Với cái chiều chiều dài nách áo này, nách áo nó có sẽ có cái chiều dài là ngang ngực các nhá, chiều ngang ngực ấy. Ngang ngực nó có kích thước là 50, ngang ngực là 50 ạ. Chiều dài phía trước đo từ đỉnh của áo xuống thì là 44. Lưng áo em đo từ phần đỉnh của áo xuống các bác nhá. Thì nó là 68 cm. Đấy. Các bác có thể lựa theo cái chiếc áo mà các bác mặc ở nhà để các bác tìm size cho nó chính xác. Còn đây là hình thức và cái những họa tiết ở trên áo này. Dọc hai bên thì nó là sẽ là cái vải lưới các bác nhá. Hai bên nó là cái vải lưới. Áo màu sắc và chất liệu rất là đẹp luôn. Cái này em để là 1,5 triệu các bác ạ. Bác nào bắt kịp cái chen này thì các bác lựa cái áo này. Đấy, tay áo này. Đấy. Sau cũng 3 túi đầy đủ. 1,5 triệu các bác nhá. Cái này em đánh mã số là mã số 13. Là 1,5 triệu. Rồi, 14 này, 14 cũng là một chiếc áo của Santini. Cũng có một chút màu sắc hồng hồng. Vải rất đẹp, vải rất mềm luôn. Cũng là chiếc áo của Santini theo cái giải đua Giro của Italy. Size này là size cũng size L luôn các bác nhá. Chất liệu hai cái này thì nó cũng là có một phối một cái giải vải lưới ở bên hông, hai bên hông này. Những cái họa tiết rất đẹp luôn ạ. Vải rất mềm mịn, mát. Size L thì chắc là Santini nó cùng size, nó cùng cỡ nhau ấy. Ngang ngực của nó cũng là 50 các bác nhá. Chiều dài phía trước là 57 cm, đo từ phần đỉnh của áo xuống 56 cm ạ. Và chiều dài lưng lưng áo thì nó có chiều là 70 các bác nhá, 71 cm. 71. Đấy. Áo thì cũng có 3 túi phía sau. Chất vải rất đẹp. Tay áo này. Tay bên này thì nó phối màu hồng. Hai tay họa tiết khác nhau các bác nhá. Chiếc áo rất đẹp luôn.
Cái này thì em để là 1 triệu 2 các bác nhá. Cũng sản xuất tại Italy này. Có một cái tem mềm ở đây. Đây là mặt trước này. Cái này là 1 triệu 2. Mã số 14. Và mã số 15. Một chiếc áo cuối cùng đến từ thương hiệu BNC. Cái này là áo dài tay các bác nhá. Áo dài tay ạ. Chất vải thì nó là áo dài tay nhưng nó là vải rất là mát. Vải này thì các bác có thể chạy vào mùa thu đông cũng được mà chạy vào mùa hè cũng được. Mùa hè thì các bác làm áo nắng luôn. Tay áo thì nó có một cái lỗ ở sỏ ngón cái ở đây để chống bị trượt, chống bị trôi này. Áo này là hàng gọi là cũng gần như là hàng mới luôn các bạn. Không có tì vết gì hết. Đấy. Phía sau thì ba túi và có một túi zip, túi khóa zip ở giữa. Màu sắc thì nó sẽ như thế này các bác nhé. Em sẽ quay chi tiết này. Đây là mặt lưng áo. Trên giữa lưng thì nó có dòng chữ BNC. Và những cái họa tiết dòng chữ BNC nó sẽ đan xen phối hợp với nhau. Đan xen như này. Đấy, áo dài tay. Tay dài các bác nhé. Size của cái này nó là size XL hay sao ấy. XL hay L gì đó. Size L các bác nhé. Size L của BNC. Đây là mặt phía trước. Có logo BNC ở phần ngực trái. Khóa zip thì kéo hết áo. Áo gần như là mới luôn. Em đo cái size của cái áo này nhé. Ở cái phần nách này các bạn này, phần nách nó có sẽ có khóa ở phần nách các bạn nhé. Có một cái khóa zip kéo dọc nách này. Đấy. Phần ngang ngực. Ngang ngực là 51. Ngang ngực là 51 các bạn nhé. Chiều dài phía trước của áo. Đo từ phần đỉnh của áo xuống à. Chiều dài phía trước thì nó là 62. Khoảng 61, 62. Lưng áo đo từ phần đỉnh cổ xuống này. Thì nó là 75. Size L các bác nhá, 75. Tay áo. Bởi vì cái áo này nó không có cái phần cầu vai, không có phần vai ở đây thì em sẽ cái chiều tay này thì em sẽ đo từ phần đỉnh của cái cổ trên của áo xuống này. Để các bác lựa theo cái kích thước áo ở nhà. Tình đỉnh của áo xuống ở đây thì nó là 88 cm các bác nhá. Đấy. Duỗi thẳng cái tay áo ra, 88 cm. Từ cái phần đỉnh của áo này là 88, phần từ phần dưới của áo xuống thì nó là khoảng 81, 80, 81. Đấy. Size L nhá. Cái size này thì chắc là các bác tầm khoảng 1m70 trở lên. 70 trở lên và khoảng tầm 65, 67 kg trở lên là mặc đẹp. Mã số 15 là 1 triệu rưỡi. Một triệu 500 nghìn. Rồi ok. Thì hôm nay em đã giới thiệu đến các bác những cái sản phẩm ngày hôm nay. Thì các bác nào mà có nhu cầu mua sản phẩm nào sử dụng ấy thì cứ gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn qua Zalo cho em các bác nhé. Video thì cũng khá là dài rồi, em xin phép được kết thúc và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ. Em Tuấn HD xin chào tất cả mọi người.